nở từng chùm mà phủ kín các tán cây. Là vị khách đặc biệt ở suối Tà Má. Đây, chị yêu của Trí Nguyễn đây. Giờ tấm ảnh cho chắc trước. Đầu bếp ở Tây Sơn luôn anh. Có những cây cầu được bắc qua giữa suối Tà Má để du khách check in chụp ảnh, để có được những tấm ảnh mà chắc nhất. Hàng trăm gốc cây cổ thụ rừng là trải dài theo bờ suối Tà Má là một cây số nha mọi người. Thì theo Trí ghi nhận ngày hôm nay thì một cây số và hàng trăm gốc cây thì không có chỗ nào trống hết tại suối Tà Má. Cổ thụ hoa trang hay còn gọi là trang nước ở suối Tà Má, thôn Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, huyện miền núi Vĩnh Thạnh nha mọi người. Thì Trí chào mọi người. Thì từ Bồng Sơn mà Trí vô đây, đi từ thị xã Hòa Nhơn, phường Bồng Sơn, thì Trí vô đây là cỡ 11 giờ mới tới nơi. Đây Trí qua cho mọi người thấy nè. Suối Tà Má, thôn Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh là cách thành phố Quy Nhơn là 70 km và cách thị trấn huyện Vĩnh Thạnh là huyện miền núi Vĩnh Thạnh là 7 km nha mọi người. Ngỡ lạc đến mùa thu châu Âu tại suối Tà Má, Bình Định. Tại làng Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, nơi chủ yếu người Ba Na sinh sống, cách trung tâm huyện miền núi Vĩnh Thạnh của tỉnh Bình Định khoảng 7 km và cách thành phố Quy Nhơn khoảng 70 km. Có một con suối mang tên suối Tà Má đẹp như tiên cảnh, đã và đang thu hút rất nhiều lượt khách tham quan mỗi ngày. Suối Tà Má, suối cuối của Hoa Trang. Và bông trang là đỏ rộ là thu hút khách du lịch về đông kinh khủng mọi người. Đây, đây là suối của suối Tà Má, thôn Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp. Đây,
si được để dưới chân đây hoa trang. Đây du khách check in nha, để có những bộ ảnh đẹp nhất của ở suối Tà Má. Xuân suối nhưng mà đông kinh khủng nha mọi người. Chủ nhật thăm đây cùng cảnh đền thờ ở suối Tà Má. Đây các bạn trẻ tính nhìn đây. Các chân chân tròi để nghỉ ngơi mà tận hưởng ngắm hoa trang cho thuê tròi cầu ông, các cô chú trải nghiệm du lịch. Suối Tà Má đông kinh khủng nha mọi người. Giờ trí mọi người cùng một quán đây là suối Tà Má để đây là gia đình đang nướng gà dưới suối Tà Má, rất là đông vui luôn. Đây hàng trăm gốc cây cổ thụ hoa trang hay còn gọi là trang nước đã thu hút hàng ngàn khách du lịch đổ vào đây để chiêm ngưỡng, ngắm hoa, check in, xem suối, tận hưởng cái không khí trong lành mát mẻ ở hoa trang cổ thụ suối Tà Má. Đây là dưới suối và phía trên đầu của du khách là hoa trang. Về tham quan suối Tà Má rất là đông. Đây là khung cảnh vui như trải hội và nhộn nhịp với suối Tà Má. Đây gia đình đang nướng gà. Gà thì anh đây khung cảnh là các tròi ở suối Tà Má nha mọi người. Du khách ngầu kín hết cái suối Tà Má nha mọi người. Tình cô chú đông vui, rất là đông vui nha mọi người. Đây, mình mời qua lén mấy cô chú à. Đây, gia đình anh đang nướng gà. Anh youtuber cảm ơn anh.
nha mọi người. Có những cây cầu được bắc qua giữa suối Tà Má để du khách check-in chụp ảnh, để có được những tấm ảnh mà chắc nhất. Anh là đang nấu nướng thịt. Hàng trăm gốc cây cổ thụ rừng là trải dài theo bờ suối Tà Má là 1 cây số nha mọi người. Thì theo giấy ghi nhận ngày hôm nay thì 1 cây số và hàng trăm gốc cây thì không có chỗ nào trống hết tại suối Tà Má. Đây, du khách đã dài theo hai bờ suối luôn. Đây, trải dài theo hàng suối Tà Má là hàng km, nhưng mà trời được dựng hai bên, du khách thưởng thức các món ăn và được trải nghiệm ném hoa check-in. Đây, du khách vừa trải nghiệm những món ăn, vừa tắm suối rồi mát lạnh của suối Tà Má, vừa được ngắm những cây hoa trang cổ thụ mà trải dài hàng km, những chùm hoa vàng đỏ cam phủ kín các thân cây, là cho một cái khung cảnh thật nên thơ để mà tới để trải nghiệm ngắm và tắm suối, ăn uống trải nghiệm và có những bức ảnh đẹp với những cây trang cổ thụ độc đáo ở suối Tà Má. Anh ta đang nướng gà cho mọi người. Được kín hết luôn. Đấy, rất là đông vui nha mọi người. Không còn một chỗ trống luôn. Hay là bên suối nó có một hàng keo để du khách nghỉ ngơi. Đây là vườn keo. Là du khách đang chọn đồ để check-in chụp ảnh để lấy những hình ảnh đẹp nhất của suối Tà Má. Đây, chú đang nướng gà để chuẩn bị cho gia đình thưởng thức món ăn bên suối Tà Má. Đây là vị khách đặc biệt ở suối Tà Má. Đây, chị yêu của Trí Nguyễn đây. Đi kiếm anh trên này nè. Đây là đoàn đó ở Hoàng Hội nha mọi người. Chào đồng dài. Qua đi, qua đi. Tao mà lôi YouTube không có. Ok anh ta. Cái giờ tấm ảnh rồi chắc chút. Người đâu đến chúng ta chưa đó.
Đào bếp ở Tài Sơn luôn anh. Đúng à. Rồi cảm ơn anh Trang. Hai dọc hai bên suối Tà Má từ đi đây từ trên xuống dưới. Đây. Rất đông vui nha mọi người. Thấy một cái tầm mắt này. Đây. Không khí rất là vui nha mọi người. Như là mình hòa chung vô một cái ngày hội mà ở suối Tà Má mọi người. Rất là đông vui. Đây thì bông cang được phủ kín những tán cây là tạo một cái khung cảnh nó rất là nên thơ. Mà những cây hoa trang này là còn có tên là trang nước. Và có hàng trăm gốc cây. Suối dẹp theo suối Tà Má nha mọi người. Đây, cổ thụ hoa trang hay còn gọi là trang nước ở suối Tà Má thôn Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, huyện miền núi Vĩnh Thạnh nha mọi người. Đây không khí là rất là đông vui, giống như một là ngày vui, giống như một ngày hội mà ở trên suối Tà Má thôn Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, huyện miền núi Vĩnh Thạnh nha mọi người. Đây khung cảnh là cùng hòa quyện vào suối Tà Má là hàng trăm cây trang rừng, còn gọi là trang nước, là trải dài theo dọc theo bờ suối Tà Má là khoảng 1 km, mà tôi thấy là rất là đông vui, là ngày hội là của suối Tà Má. Đây là hoa trang nở từng chùm mà phủ kín các tán cây nha mọi người.